Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Căn cứ vào Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019, căn cứ Nghị định số 69 năm 2017, Nghị định Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Nghị định số 127 năm 2018 của Nghị định Chính phủ ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Căn cứ Nghị định số 64 năm 2007 ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Chương 1. Quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Thông tư này quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến, chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, sau đây gọi chung là chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục. Sau đây gọi chung là dạy học trực tuyến. Hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 2. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông. Giáo viên, học sinh, học viên, sau đây gọi chung là học sinh. Tổ chức cá nhân có liên quan. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Hệ thống dạy học trực tuyến là hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến và hạ tầng công nghệ thông tin. Sau đây gọi chung là hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến, cho phép quản lý và tổ chức dạy học thông qua môi trường Internet, bao gồm phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến, hệ thống quản lý học tập trực tuyến, hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến. 2. Dạy học trực tuyến là hoạt động dạy học được tổ chức thực hiện trên hệ thống dạy học trực tuyến. 3. Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông là hình thức dạy học trực tuyến thực hiện một phần nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để hỗ trợ dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại cơ sở giáo dục phổ thông. 4. Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông là hình thức dạy học trực tuyến thực hiện toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để thay thế dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại cơ sở giáo dục phổ thông. Điều 3. Mục đích dạy học trực tuyến hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông
giúp cơ sở giáo dục phổ thông nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. 2. Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, dạy và học, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục. 3. Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học ở mọi nơi mọi lúc. Điều 4. Nguyên tắc dạy học trực tuyến. Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần thiết hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, đảm bảo các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến. 3. Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về dữ liệu thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật. Chương 2. Tổ chức dạy học trực tuyến. Điều 5. Hoạt động dạy học trực tuyến. Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học. 2. Học sinh học tập trực tuyến thực hiện các hoạt động chính như sau: tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức, thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên, khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác. 3. Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập, giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến, tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh. 4. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến, hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông, tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng. Điều 6. Kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến. 1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học. Các hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định về kiểm tra đánh giá thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Kiểm tra đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định về kiểm tra đánh giá định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục phổ thông tại thời điểm kiểm tra đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra đánh giá định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảo đảm việc kiểm tra đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực. Điều 7. Học liệu dạy học trực tuyến. Học liệu dạy học trực tuyến được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông bao gồm bài giảng đa phương tiện, hướng dẫn thí nghiệm thực hành, phần mềm mô phỏng, hệ thống câu hỏi, bài tập, luyện tập và kiểm tra, đánh giá, tài liệu tham khảo, bổ trợ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Học liệu dạy học trực tuyến phải phù hợp với nội dung bài học, chủ đề học tập
và hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh, bảo đảm tính khoa học, sư phạm và phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. 3. Học liệu dạy học trực tuyến sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông phải được tổ chuyên môn thông qua và được người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông phê duyệt. Điều 8. Quản lý và lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến. 1. Hồ sơ dạy học trực tuyến được bảo quản và lưu trữ tại cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: A. Hồ sơ, minh chứng và các yêu cầu quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 15 của thông tư này. B. Dữ liệu về quá trình dạy học trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến. C. Kế hoạch dạy học trực tuyến và kế hoạch dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông. Chi tiết theo tuần, tháng, năm cho từng môn học, hoạt động giáo dục. D. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh theo quy định tại Điều 6 của thông tư này. 2. Cơ sở giáo dục phổ thông quy định cụ thể quy trình và thời gian lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến theo luật lưu trữ và các văn bản quy định hiện hành. Chương 3. Hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến. Điều 9. Hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến. Hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến được sử dụng riêng để kết hợp các phần mềm sau đây. 1. Phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến trực tiếp. Phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến trực tiếp có chức năng tối thiểu sau đây: A. Giúp giáo viên tổ chức triển khai dạy học trực tuyến trực tiếp để giảng bài và hướng dẫn giao nhiệm vụ học tập đồng thời cho tất cả học sinh tham dự trong cùng một thời gian học tập thông qua kênh hình, kênh tiếng, kênh chữ, chia sẻ màn hình máy tính, chuyển tải học liệu dạy học trực tuyến đến học sinh. B. Giúp học sinh tương tác, trao đổi thông tin theo thời gian thực với giáo viên và học sinh khác trong cùng một thời gian học tập. 2. Hệ thống quản lý học tập trực tuyến. Hệ thống quản lý học tập trực tuyến có chức năng tối thiểu sau đây: A. Giúp giáo viên tổ chức lưu giữ, truyền tải học liệu dạy học trực tuyến tới học sinh, giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến, tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh. B. Cho phép học sinh truy cập, khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến, thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác trong cùng không gian học tập. C. Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông quản lý hồ sơ, tiến trình học tập, kết quả học tập của học sinh và các hoạt động dạy của giáo viên, hỗ trợ quản lý các thông tin khác theo yêu cầu cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở quản lý giáo dục ở địa phương. 3. Hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến. Hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến có chức năng của hệ thống quản lý học tập trực tuyến theo quy định tại khoản 2 điều này và công cụ cho phép giáo viên thiết kế nội dung học tập, học liệu dạy học trực tuyến. Điều 10. Hạ tầng công nghệ thông tin. Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu như sau:
bảo đảm yêu cầu về đường truyền Internet và thiết bị kết nối máy tính, thiết bị đầu cuối và có cấu hình phù hợp để cài đặt hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến, bảo đảm cho giáo viên và học sinh truy cập, khai thác sử dụng các chức năng của hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến để thực hiện hoạt động dạy và học. Kiểm tra, đánh giá trực tuyến theo quy định tại Điều 5, Điều 6 của thông tư này. 2. Có giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, các quy định về lưu giữ và bảo mật hệ thống cá nhân theo quy định của tổ chức dạy học trực tuyến. 3. Cơ sở giáo dục phổ thông có nơi lắp đặt các thiết bị đáp ứng yêu cầu về tính khoa học, sư phạm để sử dụng, phục vụ hoạt động dạy học trực tuyến của giáo viên. Chương 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Điều 10. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ sở, ngành, ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp huyện, và các cơ quan liên quan triển khai dạy học trực tuyến tại địa phương. 2. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ về nguồn lực, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để hỗ trợ dạy học trực tuyến. 3. Bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật tổ chức dạy học trực tuyến. Điều 12. Sở Giáo dục và Đào tạo. 1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành kế hoạch bố trí nguồn lực, chỉ đạo các cơ sở, ngành và các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức dạy học trực tuyến tại địa phương. 2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý. 3. Chỉ đạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện và tổ chức dạy học trực tuyến, kiểm tra, giám sát và giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học trực tuyến của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý. Điều 13. Ủy ban nhân dân cấp huyện. 1. Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các cơ quan có liên quan triển khai dạy học trực tuyến tại địa phương. 2. Bố trí nguồn lực, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến trên địa bàn. 3. Bố trí kinh phí bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý. Điều 14. Phòng Giáo dục và Đào tạo. 1. Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kế hoạch bố trí nguồn lực cho cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý để tổ chức dạy học trực tuyến. 2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý. 3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý thực hiện tổ chức dạy học trực tuyến, kiểm tra, giám sát và giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý. Điều 15. Cơ sở giáo dục phổ thông. 1. Tổ chức dạy học trực tuyến. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm: A. Quyết định hình thức dạy học trực tuyến tại cơ sở. Hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền xác định mục tiêu, mức độ hoặc yêu cầu cần đạt của nội dung dạy học trực tuyến để đảm bảo chất lượng dạy học. B. Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục phổ thông. C. Triển khai bồi dưỡng,
nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, nhân viên thực hiện dạy và học trực tuyến đảm bảo chất lượng. D. Phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh và phối hợp với phụ huynh học sinh trong tổ chức dạy học trực tuyến. D. Xây dựng, lựa chọn và thẩm định học liệu sử dụng trong dạy học trực tuyến. E. Thông báo hình thức dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến cho học sinh và phụ huynh học sinh. G. Tổ chức và quản lý dạy học trực tuyến theo kế hoạch. H. Chỉ đạo, thu thập, thu nhận sản phẩm học tập, đánh giá kết quả học tập của học sinh. I. Quản lý hồ sơ, tài khoản của học sinh và giáo viên dùng trong các phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến được xác định theo mã số định danh cá nhân của học sinh và giáo viên từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. 2. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến, học liệu dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu cho dạy học trực tuyến. 3. Xây dựng các yêu cầu của dạy học trực tuyến và nội quy dạy học trực tuyến của cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo quy định tại thông tư này. 4. Công bố, công khai những quy định liên quan đến dạy học trực tuyến, kế hoạch giáo dục và các điều kiện đảm bảo việc dạy học trực tuyến và thực hiện thu học phí theo quy định hiện hành. 5. Cử cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên có liên quan tham gia tập huấn bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết để tổ chức dạy học trực tuyến. 6. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức dạy học trực tuyến, kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến. Định kỳ mỗi năm 2 lần, tại thời điểm kết thúc mỗi học kỳ, đánh giá rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến và tổng hợp những khó khăn, nguyên nhân, kiến nghị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét. Điều 16. Giáo viên, nhân viên. 1. Giáo viên, nhân viên được tham gia tập huấn bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng cần thiết về ứng dụng công nghệ thông tin và có năng lực để tổ chức các hoạt động dạy học trực tuyến. 2. Giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến của học sinh đúng kế hoạch của cơ sở giáo dục phổ thông và bảo đảm mục tiêu giáo dục theo quy định, tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh, phối hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến. 3. Nhân viên thực hiện quản lý kỹ thuật, hệ thống, sử dụng các công cụ, công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết. Điều 17. Học sinh chấp hành nghiêm túc nội quy dạy học trực tuyến, thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên và cơ sở giáo dục phổ thông, tích cực tham gia vào hoạt động học tập và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của giáo viên và cơ sở giáo dục phổ thông. 2. Chủ động liên hệ với giáo viên hoặc nhân viên kỹ thuật trong quá trình học tập trực tuyến để được hướng dẫn hỗ trợ kịp thời. Chương 5. Điều khoản thi hành. Điều 18. Hiệu lực thi hành. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2021. Điều 19. Trách nhiệm thi hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, người đứng đầu các cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành thông tư này ký thay Bộ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Bộ đã ký.